anh thương cái chị này quá mà anh sợ không cưới. Gần một tháng sau nữa cái nói mẹ ơi giờ con nói với mẹ này nha, giờ con nói thiệt với mẹ giờ hai đứa con thương nhau quá rồi, giờ con lỡ làm cho con bạn con có bầu chết điếng luôn, trời ơi sao vậy con. Chưa cưới nhau thì hai đứa đã gọi là gõ cổng trước rồi đó. Dạ chưa. Không, kể tiếp tục cái chuyện mà bị cứu lừa nãy mình lên nghe nói là cứu lừa bạn mình. Xong cưới về 4 tháng sau mình nói trời ơi mình mừng quá sắp có cháu nội rồi đây, mà sao thấy cái bụng nó xẹp lép. Mình đi lên trên hàng xó lên cái quán cái bên á, nghe nói bữa hổm mình nghe nói sao con dâu có bầu sao hôm nay nó còn lên đây nó mua cái kia đó rồi sao kỳ vậy trời. Và kêu hai đứa ra đây, hai đứa ra đây. Con trai á nó nói anh ta lại dạ thưa mẹ, hồi đó con nghe mẹ nói mẹ không cưới vợ con sợ quá nên là con nói đại vậy á, cho mẹ cưới cho con. Trời ơi chết rồi sao con nói đại cái chuyện trời ơi vậy con. Ví dụ mẹ đó ha. À, xin chào Quyền Linh. À, chào Lê Lộc. Dạ. Chào tất cả quý khán giả có mặt trong phim trường. Và tôi tên là Phan Thị Thanh Nhàn, đến từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ừ. Nghề nghiệp là trước đây là dẫn chương trình, làm MC. Từ khi con nó cho lên chức bà nội tới giờ thì cũng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mới nhận chương trình đi làm cho nhà hàng thôi. Dạ. Dạ đây là con dâu của tôi. Dạ. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Lê Lộc. Em là Trần Thị Mỹ Duyên, em hiện đang đi làm công ty, em 23 tuổi. Mình làm dâu của mẹ lâu chưa? Dạ làm dâu cũng được 4 năm rồi chị. 23 tuổi làm dâu 4 năm rồi. Là làm dâu lúc 19 tuổi cơ. Vậy quen nhau lúc mấy tuổi? Dạ lúc còn nhỏ. Còn nhỏ là khoảng mấy tuổi? Dạ con đi học. Đi học là khoảng mấy tuổi? Mấy tuổi cái gì, 19 tuổi người ta mới cho cưới mà, chú hỏi kỹ quá à. Hỏi. Mình có em bé chưa em hả? Dạ rồi chị, nay được gần 3 tuổi chị. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó thì mình ấn tượng điều gì? Không phải ấn tượng đó, mà quá là ấn tượng luôn. Mình thì nhỏ con vậy nè, mình đang nằm dẫn dâu về. Mình cũng không ngờ dẫn về nghe là chào bác. Trời ơi mình nhìn lên. Trời nó bự con, nó che hết cái cánh cửa luôn. Trời ơi hết hộ chứ. Cao mấy con? Con 1m68. Cao hơn Lê Lộc một chút. Lê Lộc 1m61. Ở nhà thì nói chung là mình cũng không có một thằng con trai duy nhất thôi. À, con một. Con một đó, nhưng mà mình không có đặt là quy chuẩn là con dâu phải như thế nào. Miễn con trai mình thương là mình chịu thôi. Nhưng mà mình tính là chấp nhận là cho hai đứa nó tìm hiểu với quen nhau thôi. Xong cái mấy ngày sau, Quyền Linh biết không? Là nó lừa mình một cú lừa rất là ngoạn mục luôn. À, tôi nói là con còn nhỏ lắm nha. Lúc đó là hai đứa bằng tuổi nhau đó, mới có 19 tuổi thôi. Con phải từ từ mới lấy vợ, khoảng hai mấy tuổi cho chững chạc xong mà mẹ mới cưới vợ cho con. Anh thương cái chị này quá mà, anh sợ không cưới. Gần một tháng sau nữa, cái nói mẹ ơi giờ con nói với mẹ này nha. Giờ con nói thiệt với mẹ, giờ hai đứa con thương nhau quá rồi. Giờ con lỡ làm cho con bạn con có bầu. Chết điếng luôn, trời ơi, sao vậy con? Mà lúc đó mình cũng lo cho con gái người ta nữa. Rồi mình mới nói kêu này ra giờ thì sao, giờ hai đứa lỡ vậy rồi. Thôi giờ bác sẽ đi cưới con thôi, chứ mình sẽ chịu trách nhiệm nhiệm chứ giờ sao giờ. Cái giờ gặp ba anh xui chị xui mới bàn tính, nên là cũng đi tìm đến thầy để cũng như là tìm đến người mà coi ngày lành tháng tốt để mình cưới vợ cho con mình á. Là lúc đó là nó nói đầu tháng 5 năm 2015 dở sổ ra thì ổng coi được là có một ngày lành ở trong tháng 5 đó, rồi một ngày lành trong tháng 11, chỉ một năm đó chỉ có hai ngày lành thôi. Mà mình nghĩ trời đất ơi, con gái người ta có bầu này mấy tháng rồi mà để tới tháng 11 rồi nó bụng nó bự làm sao cưới. Đúng rồi. Rồi xong cái mình nói thôi giờ làm liền trong tháng 5. Mà mình nói làm liền mà đi đặt thiệp thì điều lại cái người mà họ làm thiệp luôn á, mà đặt 600-700 thiệp. Rồi làm giùm tôi bữa nay đi rồi ngày mai tôi lấy liền. Trời ơi, bác ơi, bác đặt thiệp lấy liền vậy sao con làm cho được. Trời ơi, con làm ơn làm phước làm giùm bác đi. Chạy sắc sơ sắc sở mời hết đầu này bà con của bác lúc đó. Lo quá, cũng quên mời nó. Nhiều khi cái người kế bên nhà cũng không mời luôn. Rồi ổng qua ổng nói, ổng cũng bự con lắm, ổng qua ổng nói vợ chồng bay thấy tao mập vậy chứ tao ăn ít lắm, thì tưởng tao ăn nhiều lắm mà sao không dám mời. Có đứa con cũng không mời tao làm sao. Trời ơi mình nói phải xin lỗi em hết. Quên đúng không? Quên đó. Hồi đó mình có chồng về á, ngày đầu là phải thức dậy sớm nè, pha cho bà già chồng một ấm nước trà, rồi quét nhà quét sân. Không, chỉ ngủ tới 10 giờ luôn. Kêu vậy ăn cơm trưa luôn. Nó ngủ vậy đúng rồi. Con có mẹ chồng thì là ngon rồi đó. Nhưng mà không biết là chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Mẹ thì nhỏ con với lại trẻ. Dạ, mẹ hiền lắm chị. Nói chung là thương con dâu lắm. Con dâu hết ăn gì là mẹ mua cho cái đó à. Chưa cưới nhau thì hai đứa đã gọi là
gõ kẽn trước rồi đó. Dạ chưa. Không, kể tiếp tục cái chuyện mà bị cú lừa. Nãy Quyền Linh nghe nói là cú lừa Quảng Mục. Xong cưới về 4 tháng sau, mình nói trời ơi mình mừng quá, sắp có cháu nội rồi đây. Mà sao thấy cái bụng nó xẹp lép. Mình đi lên trên hàng xó, lên cái quán cái bên á, nghe nói bữa hổm thì nghe nói sao con dâu có bầu sao hôm nay nó còn lên đây nó mua cái kia đó. Rồi sao kỳ vậy trời. Về kêu hai đứa ra đây. Con trai á nó nói anh ta lại dạ thưa mẹ, hồi đó con nghe mẹ nói mẹ không cưới vợ con, con sợ quá nên là con nói đại vậy á, cho mẹ cưới cho con. Trời ơi chết rồi, sao con nói đại cái chuyện trời ơi vậy con. Ví dụ mẹ đó ha. Trời ơi nói làm thiệt, tôi lo giật mình, tôi tưởng đâu gõ kẽn rầm rầm rồi. Ai về kẽn chưa gõ. Rồi cưới về con có làm dâu tốt không con, còn trẻ quá mà. Con thì chắc không tốt đâu, tại cái tính con vô tư á, nhiều lúc làm mẹ buồn mà không biết. Con làm gì mẹ buồn, con thử kể vài câu chuyện coi. Hôm nay mình cứ nói thật với mẹ đâu, mẹ sẽ thông cảm mà, mẹ biết là con cũng còn trẻ mà. Cũng tại nó còn nhỏ lắm á, nên là mình cái gì á, mình cũng phải chiều nó hết trơn á. Quyền Linh thấy là mình cũng rất còn trẻ, nên là cái việc gì mình làm được thì mình cứ làm cho nó hết trơn á. Con thấy điều gì chưa phải với mẹ nè, con tự nhận thử xem. Chưa phải, con chưa phải nhiều lắm. Giờ mà nói ra con không biết nói sao nữa. Gần đây nhất, em đã làm gì cho mẹ buồn? Em thì em nói chuyện em hơi vô tư á, rồi em đi chơi. Tại lúc đó chồng con đi nghỉ vụ á, chưa về. Con về nhà thì con cũng buồn, cho nên con nói gió tăng ca để con đi chơi á. À. Mẹ thì ở nhà giữ bé giùm con. Mà em đi đâu, đi về nhà mình hay sao? Dạ không, em đi trên nét đó chị. Rồi ngồi quán nét hoài luôn hả? Dạ con ngồi có mấy tiếng rồi chú. Rồi con để nhà cho mẹ coi. Dạ. Có thú tội với mẹ chưa? Chưa. Chưa hả? Hôm nay con mẹ biết hết á, vấn đề mẹ bỏ qua cho con thôi. Nhưng quan trọng là con phải nói thật với mẹ. Con nói với mẹ đi. Con xin biết. Nói mẹ. Mẹ biết hết chứ không biết đâu. Biết con đi chơi luôn, nhưng mà mẹ không muốn nói. Mẹ về mẹ thấy là chồng mẹ đi nghỉ vụ nên là ở nhà với mẹ, nên là mẹ cũng biết con còn trẻ nên là ham chơi, nên là thôi kệ cho con đi chơi, cứ thoải mái cho con đi chơi đi. Nhiều khi chồng con điện về mình cũng phải nói dối luôn, nói hỏi vợ con về chưa mẹ, nói về rồi. Mà nhiều khi nó biết bạn bè thấy đi chơi nó nói mẹ sao mẹ còn bao che cho vợ con nữa. Nói không phải mẹ bao che đâu, con đừng nói về tội mẹ. Mẹ mỗi lời nói của mẹ là những lời nói dối rất là ngọt ngào. Mẹ muốn cho gia đình hạnh phúc êm ấm. Con dâu của mẹ biết ý nó. Tôi nói là con ơi, cái gì của con á là nó sẽ của con. Nếu không phải của con có níu giữ thì rồi đây nó cũng phải không phải của con. Nên là mình dùng hết tình thương để thương con dâu. Nên là chồng đi nghỉ vụ 2 năm nó vẫn ở nhà với mình. Rồi mình coi như con gái, không có hơn thua, không có tính toán, không có là chèn ép con dâu, không bắt làm cái chuyện gì hết. Mọi việc mình đều làm cho nó hết. Đi làm vậy mà thì chỉ ngủ đi con. Xong rồi tới giờ đi làm vậy ăn cơm xong rồi đi làm thôi. Trời ơi thấy thương không? Giữa con với mẹ con có điều gì hợp nhau không? Hợp cũng nhiều mà không hợp cũng nhiều. Có một cái rất hợp luôn đó là xí sọn. Xí sọn như nhau. Để chồng nàng dâu mỗi lần mà đi ra đường thấy gì đẹp, thấy guốc cao nè, thấy mẹ lùng quá guốc cao thì cao mua về cho mẹ nè. Rồi thấy đồ đẹp mua về cho mẹ. Nói chung là bởi vậy nên là thương lắm. Cái lúc mà nó đi sinh ở dưới bệnh viện á, đi sinh tới 10 ngày là bé nó không khỏe đó, nên gửi lên dưỡng nhi 10 ngày luôn. Trời ơi thức trắng đêm với nó luôn. Mong là có chị xui xuống giữ giùm chờ một ngày đặng về ngủ một bữa. Mà chị xui xuống cái kêu Thôi mẹ về đi, có mẹ chồng con rồi. Xong tiếp tục giữ tiếp tục nữa. Mà mình nói tại vì thương con quá. Nó chỉ là mẹ nó khóc kìa mẹ. Mẹ nó tè kìa mẹ. Mẹ nó ỉa kìa mẹ. Cái gì cũng kêu mẹ hết trơn á. Trước mặt thì là vấn đề ăn uống. Tại mẹ con ăn ngọt á, ăn ngọt rất là ngọt luôn. Đôi khi mẹ nấu chè mà ngọt quá con không được. Còn bữa cơm trong gia đình thì mình ăn uống sao em? Thì em ăn không được thì em nói mẹ thì mẹ bỏ luôn món đó. Thí dụ như là mẹ ơi con không thích ăn món này, thì từ đó tới sau là cô sẽ bỏ món đó luôn, cô không ăn nữa, cô sẽ cùng ăn với món của con. Trời ơi hay quá.
Mẹ chồng đúng là yêu thương con dâu mức như thế. Chứ nghĩ cái này đáng lẽ con dâu phải là hy sinh cho mẹ chồng đó. Ăn uống có bao giờ con nấu cơm cho mẹ không? Dạ có, nhưng mà ít lắm. Tại con nấu đồ ăn không có ngon, con nấu dở lắm. Con nấu món gì mà dở? Thì con nấu có khi là luộc rau rồi chiên trứng này nọ thôi, chứ còn mấy món mà kia thì con nấu không được. Luộc rau, chiên trứng mà cũng dở nữa hả? Dạ. Để mẹ chồng lo hết rồi con có biết chăm sóc con không? Dạ có. Buổi tối thì con đi làm về thì con cho bé vô ngủ với con. Con đi làm ca 1 á thì chiều con giữ. Còn mà con đi làm ca 2 thì sáng con giữ. Con đánh con tại vì bé nó quậy quá. Rất là quậy luôn. Nó như con trai vậy á. Nó lấy hộ của bà nội xong muốn coi xong cái nó lấy nó đập nó quăng. Cái con quánh thì mẹ binh. Cho nên đâm ra cái hai mẹ con bắt đầu quan điểm là ở chỗ nuôi con nuôi cháu. Cho nên nhiều lúc con thấy con cũng buồn. Nhiều lúc con quýnh con mà mẹ không cho quýnh á. Con nít bây giờ càng đánh càng lì, nên là mình nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà đánh là vậy cho đánh nè. Thí dụ như mình đánh khẽ cái tay nó phá cái đó mình nói ừ con ơi, con phá cái này nên mà là mẹ đánh con sai chỗ này mẹ đánh con chỗ này nó nhớ. Chứ nó phá rồi cái tự nhiên bắt ra quýnh bóp 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 bóp. Rồi nó cũng không biết mình sai cái chỗ nào, ngày mai nó phá nữa. Đúng rồi. Những ngày kỷ niệm, những ngày sinh nhật mẹ em có nhớ không? Dạ không, tại em vô tâm lắm. Tại sao mình lại không biết, không tìm hiểu cái điều đó em hả? Dạ cũng có, nhưng mà mẹ nói rồi nhưng mà em quên. Em không hỏi lại luôn. Dạ hỏi qua sợ mẹ buồn á chị. Hỏi em hỏi sao? Nhiều khi mẹ lại vui á. Tại hỏi xong rồi quên. Em hỏi cũng mấy lần nhưng mẹ không có nhớ. Vậy hả? Dạ em nói xong, mẹ nói xong em quên mất tiêu. Có ghi cái ngày sinh nhật của mẹ vô cột ở nhà gì đó, hay vô sổ hay vô điện thoại gì đó. Dạ. Nhớ không? Dạ. Con thấy cô là một người mẹ rất là hy sinh á. Không biết là có bao giờ mà cô tủi thân cô khóc vì em quá vụng về chưa cô? Có chứ. Có nhiều khi mình nghĩ là không biết mình là mẹ chồng hay là đàn dâu nữa. Thật sự là con nó vô tâm lắm. Cũng nhiều khi cũng có nói khéo. Nói khéo nhưng mà con bé này nó không có hiểu. Nó chẳng có hiểu gì trơn, cứ vô tư vậy đó. Thương nó lắm rồi. Mà không phải là nói là không hài lòng. Nhưng mà mong muốn từ nay sắp tới bớt ham chơi lại, bớt mua sắm phung phí lại, học mà một hai món ăn ngon. Mẹ thì càng ngày càng già, con thì càng ngày càng lớn. Nên là ví dụ không có mẹ ở nhà thì phải nấu ăn rồi cho ba chồng, rồi cho chồng, cho con một hai món ngon. Ta nói là đường hạnh phúc nó đi ngang qua cái đường bao tử, xong rồi nó mới đi đến hạnh phúc. Chồng mình ăn sao mà nó nhớ hoài cái món ăn của mình. Mai mốt nó không có ăn ở ngoài, về nó ăn cơm của vợ. Đó là giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Mẹ con là một người nghệ sĩ, rất là dễ thương, rất là hiểu về tâm lý luôn. Con mà không chinh phục được mẹ là dở đó nha. Hôm nay có đông đảo mọi người ha, có bà, có hàng xóm, có hết luôn á. Con muốn xin lỗi mẹ gì và hứa với mẹ điều gì đi? Rồi nói nhìn mắt mẹ nói con. Con xin lỗi mẹ, con vô tâm. Con không biết mẹ muốn gì, mẹ hết gì. Con hứa là từ nay con sẽ sửa đổi. Con không có ham chơi nữa. Con sẽ học nấu món ăn nhiều để về nấu cho ba mẹ ăn. Rồi thôi cố gắng nha con. Cố gắng nha. Dạ chào cô. Chào chú Hùng Linh, chào cô Lê Lộc. Dạ mời cô ngồi, cô ngồi đi cô. Dạ chào chị. Dạ xin mời chị ạ. Rất vui được chào đón cô với lại em gái đến tham gia chương trình. Cô có thể giới thiệu về mình ạ? Chào chú Hùng Linh, chào cô Lê Lộc. Dạ. Chào quý khán giả trong vòng quay. Cô năm nay là Trương Thị Thiện, 66 tuổi, quê ở Hùng Hiệp, Hậu Giang. Ồ, Hậu Giang lên đây á cô hả? Trời, đi hôm qua nay ngủ nhà nghỉ á chú. Rồi, lên tối hôm qua luôn. Con nhỏ này là nó đi mẹ ơi, cô tôi đi mẹ ơi, đi lên gặp chú Linh cô trời Lộc thấy thương quá à, mẹ mê dữ lắm á. Vậy đi mẹ ơi đi sớm. Ở dưới quê có biết Quyền Linh Lê Lộc không? Trời ơi, bắt hoài tối ngày mê dữ lắm mấy chú. Mê tới giò heo á, hầm rỡ khét luôn, không còn ăn gì được. Trời ơi. Trời ơi. Hầm cái gì coi, mẹ cái gì khét á, khỏi cái gì khét. Ông và chồng nó chờ tối ngày hai mẹ con mê Quyền Linh với cô Lê Lộc. Tôi nói vậy chứ không mê sao, đợt nặng tôi sắp đi đây này nè, không ông nói gì kỳ vậy. Đó. Mê đó, bữa nay mới lên gặp chú với dạ. Lê Lộc. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào cô Lê Lộc, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Ngô Thị Kim Chi, em đến từ Hậu Giang sống chung với mẹ chồng. Làm dâu của mẹ cũng được 10 tháng rồi. Mới 10 tháng hả? Dạ. Nhưng mà mình năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhờ, nhìn trẻ lắm luôn á. Dạ em mới có 23 tuổi thôi. Trời đất ơi, trẻ dữ vậy. 23 tuổi hả?
Mình có em bé chưa? Dạ chưa nữa. Chưa hả? Dạ. Tại vì hai vợ chồng cưới nhau được có mấy ngày chồng đi làm nữa rồi. À. Chồng đi làm xa hả? Vậy là mẹ chồng mong cháu lắm nè. Mong cháu mà nó có gần đâu có cháu. Nó đi đâu? Nó bên Hàn Quốc. À, đi lao động đó hả? À, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu, cô ấn tượng gì cô gái này không cô? Sao không, cũng đâu gặp nó đâu, con trai nó quen cái ngày đám giỗ nhà cô á. Dạ. Nó dẫn về với cái nó mẹ chịu con nhỏ này làm dâu không? Cô mới lại gần hỏi ơi mẹ chịu không, nhà bác ba nấu rượu tới năm nay nấu rượu cỡ 20 năm làm dâu bác ba nổi không? Nó ngồi nín thinh nó không nói gì chứ. Cười thôi. Nó cười thôi à. Nó không nói gì chứ. Con cô đi bển đâu cũng cả năm mà. Bây giờ nó chịu con nhỏ này nè, về hai người lớn nói nhau đi, vậy là cô đi qua bên chị xui á. Nói đặng cưới đó, cưới tới. Cái nói vậy rồi nó đi về trong vòng nửa tháng hà, rồi cứ 7 ngày đi bển rồi. Trời. Bỏ nhà với cô. Còn nghiệp không? Bỏ nhà ngủ ngoài khóc nữa chứ. Trời thấy thương. Trời ơi, nó ngủ tới 7 giờ nó chưa thức nữa. Cái tôi mới mở cửa hỏi làm gì khóc hả con? Nhớ chồng quá mẹ ơi, tôi nói nhớ chồng thì mày mở điện thoại cho mày dòm. Hả? Thì thấy chồng hết nhớ vậy. Ủa nhưng mà nhà em gần đó không? Dạ cũng gần, cách có 20 cây số thôi. À. Cái lần đầu tiên khi mà mình gặp mẹ chồng á, mình có ấn tượng điều gì không? Dạ lần đầu tiên là lúc đó là đám giỗ rồi em về đó. Lúc đó chỉ mới quen rồi cứ nghĩ là bạn thôi chứ chưa có nghĩ gì sâu sắc hết trơn á. Rồi gặp mẹ hỏi là có chịu làm dâu của mẹ không, lúc đó hết hồn, cũng chưa có chuẩn bị tinh thần rồi cũng cảm thấy mẹ hiền, dễ thương lắm, vui tính. Con dâu thấy nít quá ha, dễ thương quá cô hả? Khờ khạo, hiền lắm, hiền mẹ chồng thương lắm. Bởi vì chú Hường Linh biết làm sao không? Bởi vì thương hộp bữa nay hai mẹ chồng bằng bà mẹ chồng bằng dâu bằng áo vàng không? Dạ. Thì vậy làm dâu được không cô? Được, mà nói nợ ngay nó làm dâu thì nấu ăn này kia thì cũng bình thường thôi, cũng không được gì ngon quá. Có khi nấu nồi canh mặn, chú biết không? Mẹ ơi, mặn quá. Cái mẹ thử coi nó mặn thì con đổ nước lạnh vô. Mình đi một ngọt đường một tí vô, làm gì ăn nấy nó cũng còn khờ. Nhà cửa quét dọn chăm nhà sóc. Cửa quét dọn thì con nhỏ này nó ngủ chưa? Nó ngủ tới 7 giờ, thức gì tôi 5 giờ, 4 giờ gì tôi làm chứ. Cái đứng gì, ra cái đứng dòm bà chồng cười nha. Cái nói cười gì, mẹ làm hết làm dâu hết trơn còn gì đâu cười nữa. Không biết là mình trẻ tuổi như vậy mình về làm dâu rồi, cái điều gì gây khó khăn cho mình nhất ha? Chắc chuyện bếp núc thôi, tại vì em lúc ở nhà thì em cũng không biết nấu ăn. Rồi về thì mẹ cũng dạy từ từ cho biết, giờ cũng được nấu sơ sơ thôi. Dạ hả? Cô thấy là hai mẹ con là hợp nhau điều gì nhất? Hợp nhau là điều ngủ đi siêu thị mua sắm. Chú biết không, bố mẹ đi vô đây ăn gì không biết, hai cái đùi gà rán, gà giò, vịt gì không biết. Kêu vô hai cái đùi, biết chú biết nhiêu không? 90 ngàn. Chú gì đó hả? Trời ơi, thôi con ơi, mày ăn mua này ăn gì mắc chứ gì mày, thôi không có vô ăn cái này nữa nghe mày. Mẹ ăn cho biết chứ, người ta cũng thương mẹ chồng, kêu ăn cho biết. Giờ đó mẹ chồng đã giờ đâu có vô siêu thị đâu. Dạ. Nhờ dâu ngủ đi mới biết đó. Em về rồi em rủ mẹ đi siêu thị rồi đi uống trà sữa. Trà sữa rồi nữa. Nói trà sữa tôi còn biết, chưa biết trà sữa nữa đó. Trà sữa con ngon. Dâu nó còn gạnh hơn tôi nữa đó. Mà con uống có thấy sao? Hả? Ngon lắm à. Ngon hả? Mỗi lần nó đi về mẹ nó vậy, nó mua cho cô ba người nhà, ba ông và chồng hộp. Bà và chồng hộp, thằng cháu chồng hộp, ba hộp. Trời ơi, uống rất ghiền luôn hả? Ghiền luôn đó. Rồi. Tôi kể chú nghe rồi nó nói, mẹ ơi, mẹ nhức mỏi để con dẫn mẹ đi siêu thị chỗ đằng này nè, có bách xa im lắm. Chú biết bách xa nó bự như nè. Cái vô nằm cô đâu biết, hồi đó giờ đâu có biết cái chỗ bách xa đâu, vô chỗ nằm á. Trời nó giận ở trên lưng như nè. Trời ơi nó giận theo im thiệt ha. Mà về nhà hả, 5 ngày chưa hết, tôi đi chích thuốc 3 ngày luôn. Trời đất ơi. Thế là thôi con ơi, mày mới mốt mày đừng có dẫn mẹ đi vô chỗ này, tao không có chịu cái chỗ này đâu, nó đấm tao quá trời luôn rồi. Nó không biết chỗ mát xa. Con nhỏ này nè kỳ cục thiệt. Kỳ cục cái này quá. Chắc nó giết bà và chồng hả, nó thương bà và chồng không biết nó nữa. Nè bữa nào cô lên đây. Hả? Con rủ mấy đứa bạn con dẫn cô chỗ mát xa êm hơn. Im không? Im. Im thì đi à. Chịu nha. Mày im đừng có quết mà đi chích thuốc không chịu à. Không có quết đâu, nó không có quết. Nó nhẹ nhàng lắm. Không quết làm gì cá thác lát vậy. Và cái ghế đó, có mấy cây nó cứ quết, rồi quết thì là đúng không? Trời ơi, cái đó đó hả? Dạ. Trời mấy cây nó quết. Thôi cái đó không được đâu.
không, nó quết như nó cái cây mà nó quết vô lưng mình không, không được. Không, bây giờ là không có quết nữa. Không quết nữa. Massage rất dịu dàng nhẹ nhàng. Cô đi không? Hả? Về bán mấy giờ lúa lên chơi. Chơi chơi à, không sao. Chơi chơi. Dễ thương. Con dẫn không có đi con dâu dẫn đi mới biết. Dạ con dẫn mẹ đi siêu thị rồi con dẫn mẹ đi ăn mì cay nhưng mà mẹ không chịu đi. Ăn mì cay cấp độ mấy? Mì cay gì tôi có biết nhưng mì cay mà mẹ không chịu đi nên không đi. Con mua về con nấu cho mẹ ăn. Ờ, mà không. Mẹ than cay quá mẹ không, không cay ăn không được đâu. Bữa nào dẫn mẹ chồng đi nhậu bữa đi. Nhậu nhậu à tôi cô nấu ngủ 20 năm. Trời ơi thử một lần một xị rượu. Trời ơi. Cô nấu 20 năm luôn nấu một ngày là 6 nồi. Mỗi cái Tết thì cô bán 400 lít rượu. Trời đất ơi. Thử uống, uống rượu dữ không? Thử cái ghiền đó. Uống ghiền luôn hả? Ghiền đó. Bữa nào rủ con dâu uống không? Uống uống hả? Mà không biết nó có dám uống bà chồng không uống uống hả? Có bao giờ dạ. Hai mẹ con ngồi uống rượu với nhau chưa? Chưa. Dạ chưa. Em chưa. Sợ uống rượu lắm. Em không dám uống rượu. Không, bia không. Thì có một hai ly thôi. Trời ơi, vậy là đấu bằng mẹ chồng hả cô hả? Trời ơi, tối ngày thúc thích đi ngồi kế mẹ hỏi mình nào ngồi kế tao hoài. Mẹ ơi nhớ chồng quá. Còn thằng kia nhớ vợ quá, tao nhớ vợ nhớ chồng mấy mày ở sao? Thằng nhớ vợ, thằng nhớ chồng. Vậy cứ vợ cứ chi vậy? Tôi la nó. Trời á. Ngồi gần gần nhớ chồng quá mẹ ơi, nhớ biết làm sao giờ chú Quỳnh Linh. Dạ, thấy thương cô quá. Cô biết làm sao bây giờ? Dạ. Cũng tội nghiệp con, thương nó còn hơn con gái nữa. Dạ. Con gái cô gả hết trơn rồi, có con dâu út này cứ nơi nhà thôi. Nhỏ này đưa chồng nó đi qua Hàn Quốc á. Dạ. Lúc mà cứ về 7 ngày đó ở đưa đi hai đứa nó ôm nhau khóc, cô cũng khóc luôn đó. Thấy cô tội nghiệp con dâu. Nói chứ không có chồng ở nhà đó là hai mẹ con cũng tâm sự chia sẻ nhau đúng không? Dạ. Có ngủ chung không? Ngủ dạ chung không. Ngủ chung nó có cho ngủ chung đâu. Sao vậy? Ngủ chung cho nó buồn cho đỡ nhớ chồng, nó coi cho thôi mẹ đừng ngủ con ngủ hên con à. Vậy buồn lắm. Ờ, ngủ chung mình dễ tâm sự, mình dễ chia sẻ hơn. Nó có cho ngủ chung đâu. Mắc cỡ. Cho nó mắc cỡ. Nó cho ngủ nhưng chung. Nhưng mà ở nhà hai mẹ con có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Dạ có cái là mẹ thì thức sớm quá à, 3-4 giờ sáng mẹ thức rồi. Còn mẹ nói em ngủ nướng. Ngủ nướng? Mấy giờ vậy mà kêu ngủ nướng? 7 giờ. 7 giờ? Nó ngủ 7 giờ. Chứ cô mong muốn là bé dậy mấy giờ? Bé ngủ cũng đừng có ngủ, ngủ trưa hôn. Thức dậy là nhà, cửa, quét, dọn. Có khi nó ngủ cái cô lau nhà, cô quét nhà rồi hết trơn nó ra. Rồi đâu có chuyện gì làm đâu, cô làm hết. Nhiều khi khích qua người ta đi ngang, người ta hỏi ủa con dâu đâu mà sao cô quét nhà? À. Rồi cô trả lời nói dâu đi đám không có nhà. Thương cỡ đó đó. Thương cỡ đó luôn á. Thương cỡ nào nó ngủ chưa cỡ nấy. Con nhỏ này nè ngủ chưa, thương cỡ nào ngủ chưa càng cỡ nấy. Càng thương nó càng ngủ à. Càng thương nó càng ngủ. Nó còn dâu chứ phải con gái, tôi lấy rồi tôi dốc ngay cái đít á. Cho nó hết ngủ chưa luôn. Tối ngày cười mím mím với bà và chồng vậy đó. Hả? Bà chồng nói gì cười mím 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 vậy á. Gặp là cười, gặp là cười ha. À, vậy thương vậy nó cái chỗ đó đó chú ơi. Đúng thương rồi lắm. Chứ mặt nó nhăn nhăn là cũng bực mình lắm à. Mà không biết trong lòng có ghét mẹ chồng không, thấy nó thương lắm. Dạ không, thương không. Mẹ như mẹ ruột con vậy đó. Con dâu có giặt quần áo cho mẹ chồng không? Dạ lúc đầu thì có giặt mà con mới đi bệnh viện về á, mổ tay không về mổ tay đâu, nó mẹ giặt cho con. Mẹ làm tất cả không mọi cho thứ nó làm đau cái vai này nè, không cho nó làm. Trời ơi cưng lắm. Con kêu mẹ để hai bữa đi rồi giặt mới giặt, mẹ nói tốn tiền điện. Giặt hai bữa là mẹ giặt tay luôn. Dạ, hả? Giặt tay à. Trời giặt tay, nhà có mấy giặt nè. Cô là 6 mấy rồi cô hả? 66 rồi chú ơi. Dạ. 66, con dâu có 20 mấy à. Trẻ, một cái sự chênh lệch rất là lớn. Nhưng ở đây thấy là toàn là mẹ chồng phục vụ con dâu không à. Cái mấy con nít này nó ngủ trưa lắm chú ơi. Hai mẹ con mình có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Dạ, kỷ niệm là khi mà em ở bên chồng á, em điện về á thì em mẹ nghe điện thoại mẹ khóc quá trời, mẹ nói mẹ nhớ em. Nhớ. Đi lâu không? Mình đi lâu không? Dạ em đi có 3 tháng rồi. Ừ. Nói chứ mẹ chồng 66 tuổi có con dâu 23 tuổi, cưng không hết mà. Cưng không hết mà. À, hôm nay thì chồng của con có thư từ Hàn Quốc dạ gửi về. Wow. Đây á. Chú đọc cho con nghe nha. Anh nhân say vô. Ủa ba. Sao ra nghe. Quá trời. Cô hiểu con nói gì không? Không biết gì hết. Con nói con còn chưa hiểu mà không sao hiểu, con hiểu. Không hiểu. Thư chồng như sau. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình là Minh Chiến, chồng của Kim Chi và con của mẹ Thiện. Hôm nay mình biết được mẹ và vợ tham gia chương trình nên mình viết lá thư này với những lời muốn nói với mẹ và vợ. Mình với vợ cưới nhau
được mấy ngày thôi. Mình phải bay sang Hàn Quốc tiếp tục công việc, nên mình không được ở nhà với mẹ, với vợ nhiều. Thời gian đầu á, về làm dâu, nhà mình vợ còn vụng về, không biết nấu ăn, hay thức 6-7 giờ để mẹ thức sớm hơn để mẹ nấu ăn. Vợ còn nhỏ nên hay vậy thôi. Nhưng mẹ nói rồi, xong mẹ cũng không có để bụng. Mẹ thương vợ nhiều lắm đó. Qua chương trình, anh nhắn với vợ là anh đi làm xa, không ở gần em ở nhà, ráng giữ gìn sức khỏe nha, ngoan với mẹ, để mẹ cưng chiều. Con cũng muốn nói với mẹ rằng mẹ ở nhà, nhớ lo sức khỏe nha mẹ. Mẹ đừng làm sớm để vợ con làm cho. Con bên này tranh thủ thời gian sẽ về thăm gia đình, thăm mẹ và vợ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Anh nhớ vợ nhiều lắm đó. Thương em. Con thấy sao? Con không nghĩ chồng con giết được như vậy đâu. Tại vì chồng con suốt ngày khóc rồi đấy, không có dâu mà khóc nha mày. Chồng con suốt ngày cứ làm thôi, ít có nói chuyện mà. Thương yêu lắm. Em cũng muốn nói với chồng em gì không? Chồng em đang xem chương trình đó. Em muốn nhắn với chồng là chồng cứ yên tâm đi làm ở xa đi. Em sẽ cố gắng ở nhà ngoan rồi phụ mẹ làm công chuyện ở nhà, đợi chồng về xong. Cô muốn nói con mình gì không cô? Cô nói đi cô. Thì cô nhắn nhủ con trai con thì gắng bệnh an tâm lo làm đi. Thì mẹ thì cũng thương vợ con dữ lắm. Cái chuyện gì không biết thì mẹ dạy con. Cô có muốn dặn con dâu mình gì không? Muốn nó thay đổi điều gì không? Thì mẹ dặn con gì nè. Con thức kệ, 6 giờ con thức đi, thức con làm tiếp mẹ. Nhà cửa lau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ thôi. Nghe? Dạ. Nghe dặn chưa? Dạ nghe rồi. Dặn nó thì nó dạ. Mà nó dạ vậy chứ nó có mận đâu. Thì cô mận luôn. Có không? Con bị mau quên lắm. Trời mày quên quên mày rảnh thân tao nữa. Trời ơi con nhỏ này. Nó nhỏ còn trẻ hay nó còn thua dạ nó không nổi á. Trời thấy thương quá à. Nay lên đây vui quá à. Có dặn con dâu vậy hứa với mẹ chồng gì đi. Dạ hứa là khi mà con tay con khỏe rồi con sẽ phụ giúp mẹ nhiều thứ trong nhà. Không bây giờ mẹ thức sớm mẹ đừng có làm, mẹ để nó đi con thức con làm. Nói nhớ nha. Nhớ nha. Nhưng mà mẹ cũng nhớ nha, mẹ đừng có làm nha. Nhớ. Ngủ tới 12 giờ luôn cho con mừng. À. Mẹ chịu ngủ tới 12 giờ là mọi thứ trong nhà là con làm hết. Vậy ra. Mong rằng con cô sẽ coi được những hình ảnh này và sẽ cố gắng làm lụng rồi một ngày về sớm để chung sống ở gần bên mẹ với vợ ha. Chúc cô mạnh khỏe và chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc. Xin gửi tặng một kỷ niệm.